Chào các bạn nha, đây là cái em camera vật thể có tên gọi là EZ Vision ETV gạch ngang 440 nha các bạn. Dòng này là camera vật thể sử dụng để kết nối với lại máy chiếu là TV để chiếu các cái vật thể giúp cho giáo viên và giảng viên có thể dạy học một cách dễ dàng nha. Em này thì hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn khá là đẹp nha. Đây, ở trên này chúng ta sẽ thấy các cái phím chức năng này, chọn tín hiệu vào này, rồi phím tạm dừng màn hình này, auto balance này, tăng độ sáng, giảm độ sáng, đèn led chữa sáng này, chia đôi màn hình, nút auto, chỉnh zoom nhỏ, chỉnh zoom lớn, focus, đây là các cái tín hiệu đèn. Dòng này thì nó sẽ có các cái cổng kết nối, các bạn sẽ xem cái này nhá. Sử dụng cái adapter 12V, đây là nút tắt mở này, nút computer in này, computer out này. Đó, chúng ta có thể kết nối với TV và máy chiếu thông qua cái cổng này. Đây, cổng này sẽ là xuất tín hiệu ra này, xuất tín hiệu ra một cái máy chiếu ra TV cổng này, còn này cổng lấy tín hiệu ngược vào nhá. Cổng này chúng ta ít khi sử dụng nha, các bạn nhớ là sử dụng đúng cổng nha. Tắt mở thì ở đây, nó không giống như máy chiếu, tức là dòng này tắt thì tắt luôn mà mở thì mở luôn chứ không phải chờ nha. Sử dụng điện thì đúng 12V, đúng 12V thì nó mới chạy nha, đúng adapter 12V, các bạn lưu ý nhá. Đây, dòng này có giá bán hiện tại chỉ khoảng hơn 1 triệu thôi trên trang web maychungcu.com.